thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Sự ký nhất chương 15 quay trở lại với sự kiện rương giao ước. Trước đó 3 tháng, sự kiện này xảy ra hết sức bi thảm, với hậu quả là Usa mất mạng, vua David kinh hãi. Vậy, rước rương giao ước thế nào cho đúng với lời Chúa? Câu 1 đến câu 3 mô tả bối cảnh của lần rước thứ hai. Lúc này, vua David đã dựng lều làm chỗ đặt rương giao ước trong thành David. Vua cũng nhận ra rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người Lê-vi cho công tác quan trọng này. Vua cho triệu tập toàn dân Israel trở về Jerusalem một lần nữa. Câu 4 đến câu 24 mô tả việc vua David điều động người Lê-vi chuẩn bị cho công tác rước rương giao ước. Trong chi phái Lê-vi lúc này có các gia tộc là Kê-hát, Merari, Gẹt-sôn, Eli-sa-phan, Hebron và Usien. Tổng số người là 862, trong đó có 6 trưởng gia tộc. Có 3 việc quan trọng mà họ phải làm trước khi tổ chức rước rương giao ước. Thứ nhất, vua David truyền cho 2 thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha cùng 6 trưởng gia tộc là Uri-en, A-sa-gia, Yo-en, Se-ma-gia, Eli-en và A-mi-na-đáp, cũng như toàn thể người Lê-vi phải dọn mình cho thánh sạch theo quy định của luật pháp Môi-se. Thứ hai, người Lê-vi phải dùng thanh đòn dài để khiêng rương giao ước. Đó là quy định của Đức Giê-hô-va đã truyền thông qua Môi-se. Trong cả 2 việc này, họ đều tuân giữ và làm đúng. Việc thứ ba, vua David truyền cho người Lê-vi phải tổ chức việc ngợi khen Chúa bằng giọng ca và nhạc khí khi rước rương giao ước. Mỗi người Lê-vi tùy theo sự thành thạo của mình mà được phân công cụ thể. Người sử dụng nhạc khí, người ca hát, người hướng dẫn ban nhạc, người thổi kèn trước rương giao ước. Tất cả hòa lại để dâng tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Câu 25 đến câu 28 mô tả một lễ rước hết sức long trọng. Vua David, các trưởng lão và các cấp chỉ huy ngàn quân trực tiếp đến nhà Obed-Edom để rước. Người Lê-vi dâng 7 con bò đực và 7 con chiên đực cho Chúa, và Chúa chúc phước cho họ. Ban nhạc và vua David mặc áo choàng bằng vải gai mịn. Toàn dân cùng reo hò vui mừng, hòa cùng ban nhạc mà ngợi khen Chúa. Câu 29 khép lại chương 15 với hình ảnh hoàng hậu Mi-canh trong lòng khinh bỉ vua David khi bà thấy vua nhảy múa trước rương giao ước. Câu chuyện này muốn nhấn mạnh điều ưu tiên trong đời sống của người muốn phục vụ Chúa, đó là vâng giữ đúng lời Chúa. Vua David nhận ra sai lầm của mình khi cầu hỏi ý Chúa, tra xem luật pháp của Chúa và sửa lại kế hoạch của mình cho đúng. Người kính sợ Chúa sẽ ưu tiên tìm kiếm điều Chúa vui lòng và làm theo. Người kính sợ Chúa sẽ quay về với lời Chúa và vâng giữ theo, và rồi kinh nghiệm niềm vui, phước hạnh khi phục vụ Chúa. Câu hỏi suy gẫm dành cho bạn: có việc làm, suy nghĩ hay hành động nào trong đời sống bạn cần sửa lại cho đúng với lời Chúa? Có niềm vui nào bạn kinh nghiệm được khi vâng giữ đúng lời Chúa? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm ơn Chúa thật nhiều vì mọi điều Chúa đã sắm sẵn cho con. Con nhận ra con cần biết vâng lời và làm theo mọi lời của Chúa chứ không phải ý muốn riêng của con. Cầu xin Chúa giúp con biết vâng giữ và làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.